Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với thành phố Las Vegas ở tiểu bang Nevada của nước Mỹ. Trước mắt chúng ta là một cuộc chiến sống còn, không chỉ với Đặng Thành Kiên mà với đối thủ của anh. Một tay cơ được xem là hàng cứng thực sự và thử thách trong việc giành tấm vé đi tiếp của Đặng Thành Kiên. Chào mừng các bạn cùng đến với trận đấu ở ngày thi đấu thứ 3 giữa Đặng Thành Kiên và Alexa. Trận đấu giành tấm vé để góp mặt trong vòng 64 tay cơ mạnh nhất. Vì mục tiêu đầu tiên dành cho Thành Kiên. Rất chính xác. Hình bi lúc này đang khá lộn nhộn và sự khó khăn sẽ nằm ở hai combo 49 và 70. Thành Kiên sẽ cần phải giải quyết tốt. Không thành công ở bi mục tiêu số 2 dành cho Thành Kiên và một cú lắc đầu đến từ tay cơ của chúng ta. Có lẽ cầu tay khó chịu đã khiến cho Thành Kiên không có một pha xử lý tốt nhất. Một hình bi mở ở bi mục tiêu số 2 dành cho Alexa và vẫn không thành công. Có thể A băng, một cú A băng đơn giản của Thành Kiên. Và đó là một cú A băng có lẽ là đã bắt đùi lại được đối với đối thủ của mình. Vẫn sẽ còn một cái má mỏng, rất mỏng để chạm được vào bi mục tiêu số 2. À, lỗi rồi. Một cú chém quá hay của Thành Kiên và đá phá luôn một đôi 79 ra ngoài. Hình bi đã hoàn toàn mở ra dành cho Thành Kiên. Tin vui dành cho Dương Quốc Hoàng là anh vẫn đang dẫn trước và chúng ta sẽ cùng chờ đợi màn mở tỷ số của Đặng Thành Kiên. Vẫn sẽ còn một thử thách nào đó dành cho Thành Kiên. Thành công rồi và bây giờ bị mục tiêu cuối cùng là một thử thách rất đơn giản dành cho Đặng Thành Kiên. Chúng ta chưa thấy một cơ thủ nào có thể tận dụng việc phá tốt để giành lợi thế ở giải đấu này cả. Thành Kiên sẽ có một cú đánh 3 băng để cố gắng điều 2 về lỗ 5 bên phía tay phải. Và tình huống điều bi này của Thành Kiên là một tình huống điều bi tuyệt vời. Quá hay cho pha xử lý vừa rồi của Đặng Thành Kiên. Việc Thành Kiên phải làm lúc này đó là cố gắng bắn tốt và điều bi chuẩn. Sở trường của Đặng Thành Kiên đó là chém mỏng những con như thế này. Nhưng Thành Kiên đã không thành công rồi. Không có may mắn dành cho Thành Kiên. Và Alika đã chính xác. Tỷ số được nâng lên là 2-1 cho tay cơ người Serbia. Chúng ta sẽ cùng đến với cú đẹp 3 ở trong ván thi đấu thứ 4. Lần này thì Alexa đã đưa được bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi, đó là bi số 3. Nếu như có thể giải quyết được chấm này thì chúng ta có thể nói rằng đẳng cấp của Alexa là không phải bàn cãi. Thành Kiên A bằng nhưng không thành công. Tại sao lại có thể tính toán được một cái đường thủ như thế này?
Đó chỉ là một cú đánh gần như là trong bất lực của Đặng Thành Kiên. Một thì nằm ở cửa lỗ rồi và chúng ta chỉ cần hy vọng một đường A băng kinh điển của Thành Kiên thôi. Quả này thì quá khó. Oh, 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 ít ra thì Thành Kiên chưa thua ở trong cú A băng vừa rồi. Quá hay cho cú A băng vừa rồi của Đặng Thành Kiên. Thành Kiên không phải là... Hay quá hay Thành Kiên ơi. Quá hay, quá hay. Trước một đối thủ rất đáng ký người Serbia, nếu như có thể giành chiến thắng ở trong ván đấu này thì thực sự là một ván đấu kinh điển của Đặng Thành Kiên, khi anh có thể nói là ở cõi chết để trở về. Va vào 7 đi, va đi, đúng rồi. Anh Kiên sẽ quyết định A luôn. Một tình huống A băng để ăn luôn một. Một thử thách có lẽ là không quá khó khi mà có 7 ở đói nữa. Thì đánh kiểu gì nó cũng sẽ vào thôi. Và đã có may mắn một chút nào đó dành cho Thành Kiên. Và điều đó đã khiến cho Thành Kiên mắc một sai lầm quá tai hại. Nhưng tất nhiên là thử thách dành cho Alexka là vẫn sẽ có ở bim thiếu số 1 này với đường dài. Đó là thử thách mà Alexka đã có sai số. Sẽ trông đợi một sự bay bổng của Thành Kiên. Thì bốn cái tên sẽ đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham gia tranh tài bao gồm Dương Quốc Hoàng, Tạ Văn Linh. Không, không vào, không vào rồi. Thành Kiên xin thêm thời gian, vẫn còn một tình huống khó dành cho Thành Kiên. Ở thời điểm này như thế này là khó lắm rồi. Thành Kiên sẽ thành công. Tự nhiên đang đánh tay phải, quay sang đánh tay trái, Thành Kiên thành công rồi. Rất chính xác. Không thành công, vẫn là con 4 của Alexka. Và chúng tôi đã nói rằng là hoàn toàn có thể sai lầm. Và Alexka sai lầm thật, vẫn là con 4. Và chúng ta sẽ cùng xem là anh Kiên sẽ chạy dạn như thế nào đây. Một cú mượn má 4 mỏng để đưa cái xuống dưới này, lấp sau đít 9 nào. Hy vọng là 4 và 6 sẽ không khung nhau. Không hề khung, nhưng không biết là có ăn gian được hay không. Vẫn có thể một chút nào đó ăn gian được. 7 và 9 vẫn sẽ là một thử thách dành cho Alexka. Sao ở bảng tỷ số ông nào lại lên 3-2 thế kia? Ban tổ chức định ăn gian à? Tỷ số đang là 2-2 cơ mà. Ủa, phá luôn và sẽ khó dành cho Alexka rồi. Quá hay. Một cú chốt quá ấn tượng của Alexka. Ba bị mục tiêu nữa, nhưng lúc này cái bảng tỷ số ban tổ chức vẫn đang khá là khó hiểu. Một thử thách ở thời điểm này không thử thách nào là đơn giản cả. Và dù cho hình bi cộng đang nhìn khá đẹp như thế này, tình huống ghép 2 vào 5 đã thành công rồi. Và Thành Kiên lúc này nếu như muốn làm được điều đó thì sẽ vượt qua rất nhiều những cửa ải. Cửa ải đầu tiên là anh sẽ phải dọn bàn ở hình này cái đã. Hình quá đẹp nhưng thời điểm này thì chúng tôi chỉ dám nín thở thôi, không dám nói quá nhiều điều. Các bạn có cảm giác như thế nào thì Thành Kiên sẽ áp lực khoảng gấp 10 cảm giác đó. Và quyết định đổ 4 lỗ 10. Một quyết định rất táo bạo của Thành Kiên và anh đã thành công. Cú phá bì đầy quan trọng, có thể đó là quan trọng nhất trong set đấu thứ hai này.
Chúng ta sẽ cùng xem là liệu hai có cộng được vào 10 hay không. Nếu như ăn một xong đấy cộng 2 vào 10 thì có thể mọi thứ sẽ kết thúc với Thành Kiên. Như vậy là sẽ tính tới việc 2 cộng 10 rồi. Không phải là một thử thách quá khó với Alaska và chúng ta sẽ chỉ cầu nguyện thôi. Đen đủi, quá đen đủi. Rất cẩn thận khi mà thậm chí là Alaska sẽ cộng theo hướng A băng. Ngay cả cuộc đánh này thì Alaska cũng phải rất tỉ mỉ xin thêm thời gian bởi anh hiểu rằng một cuộc đánh rất quan trọng. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Không có sai lầm của Alaska. Và như vậy là Thanh Kiên đã phải dừng bước ở giải Las Vegas năm nay. Không sao cả. Một màn trình diễn mà ít ra thì Thanh Kiên cũng mang lại những cảm xúc cho tất cả chúng ta. Sự đen đủi ở trong ván đấu cuối cùng đã khiến cho Thanh Kiên nói lời chia tay với giải đấu này.